Đây là cái mẫu le le 79348 bên shop mình mới nhập về ha. Hàng võ sĩ, cái bộ này nó không có hộp nha các bạn. Chúng ta có hai cuốn sách hướng dẫn ha. Cuốn số 1 nè. Cuốn số 2 nó mỏng hơn. Chất liệu thì dày ha. Này nó khó sợ rách lắm luôn á. An toàn hơn là mấy cuốn sách mới của Larry. Giờ ta coi tới phần gạch đi. Đây. Sticker nó để trong này hả các bạn. Sticker để riêng vào trong một cái túi như thế này luôn. Bao bì của Larry của thằng Lele này rất là cứng nha. Đây là phần sticker nè. Nó hơi bị nhanh xíu. Nó bị cấn á, nhưng mà không quan tâm cho lắm. Cấn cái phần vì cái phần rìa dư thôi. Còn lại thì ok. Kẹp vào cuốn số 2 ha. Rồi, đây là túi gạch. Cái màu rất là đẹp ha. Cái miếng này màu trắng nè. Nhìn rất là xịn sò luôn á. Trắng tươi, trắng sữa, không phải trắng sữa nha các bạn, mà trắng tươi luôn, đẹp lắm. Gạch của Lele thì ráp êm tay ha, êm tay và tốt hơn Bella rất là nhiều. Một túi, hai túi, ba túi, bốn túi, túi số 5, 6 nè. Cái này nó có bốn cái mảnh núi như này ha. Rồi, túi tiếp theo, túi bự cuối cùng. Rồi, còn lại nó chia ra bên trong này ha, chia nhỏ ra hai cái phần nó để riêng như thế này. Bên trong này là có mini nữa nè. Chung là mini le le làm rất ổn ha. Cũng ok đó. Gạch nhỏ nè. Rồi tổng cộng là có hai túi lớn. Với lại 8 túi gạch lẻ bên ngoài như thế này. Hai cuốn sách với lại cái sticker ha. Đây là cái đơn của bạn Nguyễn Duy Quang ha. Bạn đã mua set le le 79348 nè. Với lại combo 8 hộp Spider-Man hãng VRCK. Thì cái hãng này nó có cái con Black Spider-Man với lại cái con Vulture, nó không có in lưng ha các bạn. Còn lại mấy con kia thì nó in đẹp ha.